các đồng tu ở nơi đây, tôi nghĩ là ai ai cũng đều đã trải qua nằm mộng. Sau khi tỉnh dậy thì hãy nghĩ xem, lúc nằm mộng thì cái tâm của bạn ở đâu? Toàn bộ giấc mộng đều là do tâm biến hiện ra, chính là tâm hiện thức biến, thì bạn sẽ hiểu được. Cho nên trên kinh Phật có nói rất nhiều thí dụ, nói đến nằm mộng là nhiều nhất. Bài kệ cuối cùng trong kinh Kim Cang, Phật nói: tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh. Tuy là nói bốn thí dụ, mộng là cái đầu tiên, nó là chủ. Huyễn bào ảnh chỉ là làm nền cho một giấc mộng. Trong Chứng Đạo Ca, Đại sư Vĩnh Gia có nói: rõ ràng trong mộng có sáu cõi. Tỉnh mộng rồi, không, không cả đại thiên. Đại thiên chính là sáu cõi luân hồi, chính là nói rõ sáu cõi luân hồi là cảnh giới trong mộng, không phải là thật. Những chân tướng sự thật này, nếu như bạn nhìn xuyên suốt, nhìn rõ ràng thì gọi là nhìn thấu. Nhìn thấu rồi thì bạn mới có thể buông xả được. Vì sao hiện tại bạn không buông bỏ được vậy? Vì bạn chưa nhìn thấu, hay nói cách khác là bạn chưa hiểu rõ chân tướng sự thật. Đến khi nào tất cả chân tướng sự thật bạn đều hiểu rõ, thông suốt rồi thì tự nhiên bạn sẽ buông xả, không cần người khác khuyên. Vì sao vậy? Vì tất cả là giả, không phải là thật. Trong lục đạo, thập pháp giới, cái gì bạn cũng chẳng có được, vậy bạn không thể buông xả được hay sao? Buông xả thì được đại tự tại, buông xả thì mới giác ngộ, buông xả thì chứng quả. Thân bằng quyến thuộc, bạn buông xả, cái này buông xả ở trong tâm, không tham luyến người thân, thì mới có thể chăm lo, mới có thể giúp đỡ được họ. Bạn không buông xả được thì tương lai bạn chẳng có cách nào chăm lo cho họ, bạn không có cách nào giúp đỡ họ. Buông xả là tự độ, tự độ thì sau đó mới có thể độ người. Buông xả tất cả thì Bồ Đề Tâm liền hiện tiền. Vì sao vậy? Vì Bồ Đề Tâm là không sanh không diệt, Bồ Đề Tâm không đến không đi, Bồ Đề Tâm là không tăng không giảm. Ở nơi phàm phu không giảm đi, ở nơi Phật Bồ Tát cũng không tăng thêm chút nào, chỉ có giác và mê khác nhau mà thôi. Phật Bồ Tát thì là giác, nên các ngài dùng được Bồ Đề Tâm trong cuộc sống hàng ngày. Phàm phu thì mê, nên không dùng được trong cuộc sống hàng ngày. Họ dùng là tâm gì? Là dùng tâm vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây là vọng tâm. Tuy là có chân tâm, nhưng họ không biết nên dùng vọng tâm. Sai là sai ở chỗ này. Trích từ bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ, tập 361.